Hello mọi người. Ngày hôm nay mình quay cái video này. Và mình sẽ tìm cái môi và lại chỉnh cái cằm của mình lại tí xíu với cái dòng filler mới nhà mình. Đây là cái dòng filler rất là mới, đến từ một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Và đây là dòng filler cao cấp nhà bên Beauty Clinic nha. Đây là cái dòng filler của một người bạn của mình. Bạn ấy là người Hàn Quốc. Và bạn ấy cho mình đưa cho mình test thử cái dòng filler mới này. Thì mình test thử và nó rất là ok. Và hôm nay mình sẽ test lên trên người của Pin luôn. Pin sẽ tiêm môi và chỉnh lại cằm tí xíu. Tại vì môi Pin tiêm cũng lâu lắm rồi. Năm nay cũng tới ngày phải làm lại. Mọi người nhìn đây, hiện tại đây là cái form môi trước khi mà mình tiêm ha. Mình zoom lại cho mọi người coi cho kỹ ha. Chào tất cả. Đây là cái môi nhìn nghiêng. Hiện tại thì cái môi của Pin không thích nó trẻ. Cho nên bây giờ Pin sẽ tiêm lắp cái phần trẻ này đi. Lắp cái phần trẻ và tiêm cái cười nhẹ lên tí xíu và cho nó rõ cái viền môi hơn. Ok, let's see coi kết quả như nào. Bây giờ mình sẽ thoa tê nha. Thoa tê chút tìm cho nó không có trầm. Thì khách hàng tới bên nhà mình cũng vậy, mình sẽ thoa tê chút cho khách hàng. Mà cái tê này nó cực kỳ mạnh luôn. Bỏ lên tí xíu thôi là lá hồi nó tê cứng môi. 2 phút thôi là tê cứng môi luôn. Cho nên khách hàng tới mình tiêm không cần phải sợ đau đâu nha. Ta-da-da. Mình đã thoa tê lên trên môi và cằm rồi. Cũng đợi tầm khoảng 2 phút thì mình có thể tiêm được. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiêm cái phần bên đây của cái cằm. Tại vì nó hơi bị lõm vô. Lý do không phải do tiêm filler bị lỗi, mà là do ngày xưa sửa cằm quá nhiều lần. Sửa xong rồi tháo ra, sửa xong rồi tháo ra nhiều lần quá nên cái da nó bị bao sơ bên trong luôn. Bây giờ phải cứ phải chỉnh tiêm lẹm hai bên đây thôi. Chứ ngày xưa mà biết trước về filler, biết sớm về filler thì lại không mất công sửa cằm. Thật ra làm cái cằm á, mọi người tiêm là đẹp nhất. Nó tự nhiên, tại vì cái nơi này là mình nói chuyện nhiều, mình cử động nhiều, thành ra cái cục độn cằm nó sẽ bị cứng. Nó làm cho cái môi mình sẽ không có tự nhiên. Miệng của mình, cái khuôn miệng mình sẽ không có tự nhiên. Cho nên mình thấy cái cằm của mình tiên là ok nhất, tiên là đẹp nhất. Thôi, cho chồng luôn. Mới có 1 phút thôi mà nó tê cứng hết cả môi rồi đó mọi người. Rất là tê rồi. Trời ơi, mình nghĩ là bây giờ tiên được rồi đó. Mới có 1 phút thôi mọi người ơi. Thì đầu tiên mình sẽ lau cái tê đi. Tê lắm luôn rồi đó. Cái tê này rất là mạnh mọi người ơi. Khách nào qua mình thấy môi của mình cũng kêu là môi xinh muốn tiêm giống mình rồi. Nhưng mà mình lại thích cái phần khác. Ok, mình tiêm cái môi trước. Cho nên mình chùi cái môi ra trước. Bây giờ là tập hợp filler. Filler này là cái dòng filler cao cấp. Bạn mình nói là nó cao cấp ngang ngửa như là Restylane gì á. Ở bên hàng nha. Cái hạt phân tử độ kết dính của cái filler này nó rất là cao. Và khi mà cái filler này nó vô trong da thịt của mình á, nó sẽ làm cho cái form nó rất là tự nhiên. Và cũng như là giữ được cái thời gian dài hơn là những cái filler khác. Một cái box, một cái hộp như thế này sẽ có là 2cc ở trong đây. Có 2cc luôn ha. Thì mỗi một cái cc á là nó sẽ đi kèm với 2 cây kim luôn. Cho nên là quý khách hàng không cần phải lo, tất cả kim đều nằm chung với một cái CC filler như thế này. Mỗi CC có 2 kim, không phải lo về vấn đề là bạn kim không an toàn, không vệ sinh nha. Cái số này là số 24, là cái số trung bình, mềm mại vừa phải, dành để cho tiêm môi. Đây, đặt hộp filler thôi. Bây giờ mình sẽ cho kim vào trong filler. Cho kim vào. Trước tiên thì mình phải mình phải sát khuẩn cái môi chứ. Thì ngày hôm nay là mình sẽ tự tiêm cho mình, cho nên mình sẽ không có đeo bao tay. Chứ khách hàng thì mình phải đeo bao tay đàng hoàng ha. Thì mình tự tiêm cho mình luôn. Và tay mình đã sát khuẩn bằng cồn hết rồi, sát khuẩn bằng cồn 90 độ hết rồi. Mình tự tiêm cho mình để cái tay thật của mình, cái cảm giác nó tốt hơn á. Ok, sát khuẩn bằng Movidine lên trên môi ha. Mọi người có hồi hộp không? Nhưng mà bên hồi hộp quá. Mình di chuyển cái camera vào này để mình nhìn vô trong cái gương. Mình tiêm mình trong cái gương, mình tiêm. Mình hơi hơi căng căng đấy. Mình tự mình tiêm mình luôn. Filler rất là mạnh mọi người. Cực kỳ mạnh luôn nè. Mọi người thấy đẹp, mình thử nè. Thường á, cái filler mà cái độ cá chính nó không cao, phân tử nó không có đẹp, nó ra nó không có được tròn lẳng như thế này đâu. Nó sẽ rớt rớt dài dài, nó không có độ cá chính, nó không có. Nếu như vậy mọi người tiêm vô, thứ nhất là nằm không đúng vị trí nè. Mọi người thấy là bên bơm ra một tí xíu á, nó tròn, nó rất là tròn luôn nè. Filler nó ra nó rất là tròn như này, mình tiêm vô da thì nó sẽ nằm đúng vị trí và nó sẽ lãi đều ra. Filler nó sẽ mềm, nó tự nhiên. Còn những cái phân tử filler mà độ cá chính, cái độ mà kết nối của cái phân tử trong đây á, nó không có đồng đều, nó không có đồng nhất á, thì mọi người đẩy filler ra nó nằm cái dọc dài 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 dài. Không tin mọi người cứ thử đi. Nó không có được tròn như thế này. Thì những cái filler mà xịn, những cái filler đắt tiền á, nó sẽ ra rất là tròn ha.
cái này khi mà nó vô da mình á, khi mà nó vô da của mình á là nó sẽ nằm thứ nhất rất là đúng vị trí và nó sẽ rải ra, nó vô được tới khoang da là nó sẽ rải ra rất là đều ha, mọi người nhìn nè. Đó, ok, bây giờ mình sẽ thêm môi đây. Đầu tiên là mình sẽ thêm lắp cái môi trẻ dưới của mình trước. Kim vô da rồi đây mọi người ơi. Ok. Người ta thì thích môi trẻ còn mình thì không thích. Mình thì không có thích môi trẻ. Mình chỉ muốn lắp cái trẻ này thôi. Sẽ là hot girl môi tiều. Chưa, tại vì mình không có thích nó trẻ nhiều. Cái môi của mình là cái môi cơ bản nó trẻ sẵn rồi, cho nên mình đừng lắp cái chính giữa đỡ trẻ chứ nhỉ. Trời, nhảy phết. Em xong nhảy dễ sợ. Nghĩ là nó cũng đỡ đỡ trẻ rồi. Cho mọi người filler nó vô da, nó rất là mềm, vừa mới tiêm xong mà nó mềm liền luôn. Mình rất là thích cái filler này, nó rất là tự nhiên, nó không có cứng gì giống như là mới tiêm đó, y như là mình tiêm lâu rồi á, rất là mềm á. Nhà môi dưới rất là xinh rồi, tiêm nhẹ mình đi tí xíu nữa. Cho nó ướt trẻ chút nữa. Và một phần nữa ở trong cái filler này nó cũng có thuốc tê đó mọi người, cho nên mọi người sẽ không có thấy đau gì hết, mọi người thấy bên tiêm rất là nhẹ nhàng. Trong khi lời này nó có thuốc tê nha. Khi lời vô da mà không biết đúng không? Khi lời vô 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 trong người không biết là có thấy đau gì chưa? Rồi, một cô gái ngồi thề sexy, xinh xắn. Ai muốn bờ môi này, giơ tay lên. Bạn nào môi mỏng thì mỏng thì mình vừa tiêm mình kết hợp với lại là mình phun lấn viền ra luôn, là bảo đảm với mọi người là môi dày môi tèo tới nơi luôn. Trời, mới tiêm tí xíu mọi người thấy vậy, cái môi dưới rất là sexy rồi. Giờ mình sẽ nhảy lên môi trên tiêm nha, mình tiêm được nửa cc rồi nè. Rất là dẫn. Ok, bây giờ mình sẽ lên môi trên. Tìm cho nó rõ cái viền môi này. Mình tìm hết 1cc cho môi rồi. Hết 1cc luôn. Kiểu là rất là thích luôn mọi người. Cảm giác vô thứ nhất là nó không có đau nè. Thứ hai là filler vô là nó mềm ra rất là nhanh. Mềm ra cực kỳ nhanh luôn. Môi này vài ngày sau á, tất nhiên nó cũng phải có sưng nhẹ một xíu mọi người. Vài ngày sau mà hết sưng là sẽ đẹp xuất sắc luôn nha. Mình sẽ sát khuẩn lại sau khi mà mình tiêm xong ha. Hiện tại là nó hơi sưng nhẹ ha. Tuy nhiên mọi người thấy là cái môi nó rất là xinh rồi. Bây giờ mình sẽ xịt lại bằng nước muối cho nó đỡ cái đỏ đỏ cái môi. Bây giờ mình xử xuống cái cằm thôi. Rồi, ok đi. Lấy gần cho mọi người coi môi nha.
Linh thích một cái môi nó đừng có bề ngang nhiều á, cái môi nó bề cái chút nhiều hơn, nó đừng có ngang, khi mà bự quá nó thì cái môi của mình sẽ bị ngang á. Đây là đôi môi tèo sau khi tiêm 1 cc. Rất là xinh luôn ạ. Nhìn đi đây. Vừa mới tiêm xong mà filler nó hiện tại là cái môi có thuốc tê á, cho nên nó làm cho mình cảm thấy cái môi nó không phải môi của mình, nó đơ đơ. Tại có thuốc tê mạnh quá mọi người, tới giờ này nó vẫn tê cứng á. Thì mình nhảy xuống tiêm mà dưới cầm đây. Đầu tiên vẫn là sát khuẩn cái cầm của mình. Cầm của mình nó bị lẹo ngay bên chỗ này, thì mình sẽ tiêm cái chỗ lẹo này cho nó đỡ bị. Dạ. Nếu mà tiêm cầm thì mình tiêm cái dòng nó cứng hơn tí xíu. Đây là dòng 31. Số 31 thì nó sẽ là cái filler cứng hơn, nó sẽ giữ form rõ hơn. Thì ở trong một cái hộp này cũng sẽ có 2 cc. Cũng vẫn là có kim sẵn ở trong đây. Mình sẽ giải quyết cái phần lỗ của mình trong này trước. Sau khi mà tiêm xong thì mọi người sẽ thấy nó không có lõm nữa mà nó sẽ là một đường thẳng. Mọi người nhìn đi, nó đỏ hơn rất là nhiều. Thấy không? Tại vì cái da ngay chỗ này bây giờ không có cái gì trong này đó mọi người. Nó cũng cứ bị lõm cái chỗ thôi chút xíu vậy đó. Cho nên ngày xưa làm cầm nhiều quá nên nó bị ấy rồi. Cuối cùng mình sắp cũng là xong rồi. Thường như là nó vào người mình á. Ngày mai nó sẽ sưng mạnh lên tí xíu, trong ngày mốt nó sẽ xẹp lại. Cho mọi người coi lại một lần nữa, môi với lại cằm của Pink đây. Giống như bây giờ nó hết bị lõm rồi, mọi người thấy không? Bây giờ nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Và đây là môi nè, cho mọi người coi kỹ phần môi đây. Con bé môi vậy. Và hôm nay là ngày thứ hai, có nghĩa là mình tiêm cái môi ngày hôm qua đó, tối hôm qua. Và hôm nay là ngày thứ hai. Thì thường khi mà mình tiêm filler đó mọi người, cái ngày thứ hai sẽ là cái ngày mà nó sưng nhiều nhất.
Cặp 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 cặp. Mọi người thấy Tiên có giống con vịt không? Nhưng mà không sao, ngày mai nó sẽ bớt sưng lại. Và ngày mốt là đẹp thôi. Thường là filler sẽ ngày thứ hai nó sẽ là sưng nhất. Mình quay lại chồng của người coi. Dành cho những cái bạn nào á mà muốn tiêm filler và hoang mang không biết là nó có sưng nhiều hay là không, hay là không biết là nó có an toàn bình thường hay là không. Hiện tại thì cái filler trên môi của mình á, nó mềm nhưng mà nó hơi bị sưng. Rõ ràng phải sưng thôi, tại vì mình tiêm kim vô trong môi mà. Tất nhiên là phải sưng nhẹ một chút chứ đúng không ạ? Nhưng mà nó sưng thì cũng ok, không đến nỗi nào. Tại vì môi của bên là bên tiêm kiểu môi sexy, môi tèo, cho nên tiêm khá là nhiều filler thì nó sẽ bị sưng nhiều hơn các bạn. Nếu như mà mọi người tiêm thì sẽ không có bị sưng nhiều giống như là bên đâu ha. Cái cằm bây giờ là nó mất hẳn, nó không còn bị lõm một cái chỗ như một cái vùng như thế này nữa ha. Nhìn cái cằm bây giờ nó tự nhiên rồi. Ngày mai mình sẽ quay cái môi tiếp tục cho mọi người xem. Mọi người ơi, và đây là ngày thứ ba đây ạ. À, sau ngày thứ ba thì mọi người thấy hiện tại bây giờ thì môi nó hết sưng rồi, chỉ cần 3 ngày thôi là bây giờ mới hết sưng rồi ha. Mới hết sưng và nó cũng nhỏ lại khá là nhiều rồi. Đây. Nhỏ lại khá là nhiều và môi căng bóng luôn ha. Môi này của Binh là không có xài son và cũng không có son dưỡng gì luôn á. Môi tự nhiên mà nó căng bóng như vậy luôn. Tại vì sau khi mà tiêm filler xong, cái môi của các bạn sẽ không có bị nhăn nữa đó. Nên nhìn lúc nào nó cũng cứ căng bóng ấy. Chỉ cần ngày thứ ba thôi, nó chỉ sưng đúng một ngày thứ hai sau khi mình tiêm thôi mấy bạn. Và tới ngày thứ ba là bình thường ha. Ngày thứ ba là hết sưng luôn. Nhìn môi dày ra một chút xíu thì gương mặt của mình nó hài hòa cân đối hơn ha. Ngày mai, tuy nhiên á, để mà cái kết quả mà chính xác và kết quả mà đẹp nhất á, là phải sau từ 1 tới 2 tuần nha mọi người.